hiện thế của Chúa Giêsu là Thánh Teresa Avila. Dâng hiến đời mình yêu mến tận tình, từ Chúa Giêsu chịu đóng đinh, kiên thiết xây dựng nhiều tu viện đa minh bằng đức Giêsu. Chúa Giêsu là Thánh Teresa Avila. Dâng hiến đời mình yêu mến tận tình, từ Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Ánh sáng soi đường và những lời văn chương được Chúa trao ban cho các linh hồn thống hối ăn năn theo gương của Ngài. Hiện thế của Chúa Giêsu Thánh Teresa Avila. Dâng hiến đời mình yêu mến tận tình, từ Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Sống rất khiêm nhường từ những lời yêu thương học thuyết thiêng liêng, Hội Thánh trao tặng tiến sĩ chương nêu gương tình thương. Hiện thế của Chúa Giêsu là Thánh Teresa Avila. Dâng hiến đời mình yêu mến tận tình, từ Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Thánh nữ chủ toàn việc tu trì cải cách bằng đức hy sinh, tình yêu cao vời mến Chúa công vời yêu thương mọi người. Hiện thế của Chúa Giêsu là Thánh Teresa Avila. Dâng hiến đời mình yêu mến tận tình, từ Chúa Giêsu